Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban Một trong những cái công đoạn quan trọng nhất và là công đoạn không thể bỏ qua Đối với những cái chiếc ghế massage nội địa Nhật Khi mà Ngọc Gia Ban vận chuyển về tới tại Việt Nam Và trưng bày ở các cơ sở để có thể giới thiệu cho khách hàng Và cũng như là khách hàng có thể tới tại các cơ sở của Ngọc Gia Ban Trải nghiệm trực tiếp Và công đoạn quan trọng không thể bỏ qua Đó chính là về cái việc vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng lại những cái chiếc ghế này đối với những cái chiếc ghế mới tinh nguyên thùng thì ngọc gia ban không nói và cũng như là những cái chiếc ghế đấy thì hầu như là chúng ta không phải kiểm tra bởi vì nó là những cái phiên bản mới tinh nguyên thùng rồi còn ở đây là những cái phiên bản ở những cái đời về trước và cũng như là nó đã thông qua cái việc sử dụng của người nhật nên là chúng ta phải kiểm tra trước khi mà ngọc gia ban bàn giao cho khách hàng để khách hàng làm sao sử dụng và lựa chọn được những cái phiên bản tốt nhất và với cái việc vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng đó chính là cái việc là kiểm tra lại xem là cái chiếc ghế nó hoạt động có đúng với thông số kỹ thuật hay không từ về những cái chi tiết nhỏ nhất như là những cái túi hơi hay là về cái nhiệt của cái phần sửa ấy và với phiên bản ngày hôm nay đó chính là cái chiếc ghế SKS 6600 khi mà Ngọc Gia Ban vừa mới đấu giá và vận chuyển từ bên Nhật về với phiên bản SKS 6600 là cái phiên bản nâng cấp của mã AS960 ở phiên bản AS960 thì cơ bản là nó cũng là một cái chiếc ghế đầu tiên được tích hợp bài đánh 30 phút nhưng ở phiên bản SKS 6600 thì nó được tích hợp đầy đủ hơn và cũng như là các cái động tác của nó chuyên sâu hơn bởi vì trong dòng Furidoki thì bản SKS là cái bản nâng cấp và cao nhất ở phiên bản này thì nó đã được tích hợp đầy đủ các cái hệ thống từ hai tấm sửa nhiệt ở phần lưng cho tới là hệ thống sưởi ấm ở phần tay và phần chân thì với những chiếc ghế massage nội địa nhật khi mà ngọc gia ban vận chuyển về trong các video trước thì ngọc gia ban đã chia sẻ là cần phải bỏ xuống dưới kho để có thể vệ sinh bảo dưỡng một cách chi tiết từ về các cái phần bụi cho tới là các cái thanh trục. Nhưng mà ở phiên bản SKS 6600 ngày hôm nay, về việc vệ sinh và bảo dưỡng cái chiếc ghế ngày hôm nay thì hầu như bộ phận kỹ thuật của Ngọc Gia Ban không phải can thiệp nhiều. Như các bạn có thể thấy thì về phần động cơ của nó, một chi tiết nhỏ đó chính là những cái lớp mỡ chịu nhiệt ở trên cái phần bánh răng giúp cho con ăn có thể vận hành đưa ra và đưa vào. Nó còn rất là đều trên các cái bánh răng và cũng như là nó còn nguyên bản ở đây một trong những cái điều mà Ngọc do Ban đánh giá ở cái phiên bản này nó độ mới nó còn rất là cao đó chính là những cái bộ phận motor ở dòng Furidoki thì cơ bản nó sẽ là bốn motor để phục vụ cho hai con ăn và motor là một trong những cái bộ phận vận hành rất là nhiều để giúp cho con ăn thực hiện các động tác thì ở đây motor về cái độ bóng của nó còn rất là cao nhé đặc biệt là phiên bản SKS 6600 đó là phiên bản nâng cấp và ra cùng đời với mã AS960 nên là về cái năm sản xuất của nó như các bạn có thể thấy qua cái phần motor là từ năm 2013 tức là cái chiếc ghế này nó đã được sản xuất cách đây là 11 năm rồi, hơn chục năm rồi các bạn ạ. Nhưng mà ở chiếc ghế này thì Ngọc Gia Ban có thể đánh giá là người Nhật họ đã quên, họ không sử dụng. Và một trong những cái chi tiết nữa đó chính là những cái chiếc ghế khi mà Ngọc Gia Ban vận chuyển bằng đường biển về thì qua cái quá trình thời gian dài nưu kho nưu bãi và cũng như là qua cái quá trình mà các hơi muối ở biển sẽ bám vào các cái thanh trục. Nhưng ở đây thì những cái phần trục đặc thì cơ bản là bộ phận kỹ thuật của Ngọc Gia Ban thì những cái chiếc ghế sẽ cần phải vệ sinh là dùng các cái tấm giấy giáp. Nhưng ở chiếc ghế ngày hôm nay thì hầu như là không cần phải dùng đến giấy giáp để có thể đánh bóng hay là trà đi để cho cái thanh trục được sáng và bóng hơn. Mà ở đây thì cái thanh trục về đây là nguyên bản này và Ngọc Gia Ban chưa vận chuyển xuống kho. Và như ở đây thì các bạn có thể thấy thêm là cái phần lớp vải này hay là cái dây cura này nó còn rất là mới này. Đây, nó hầu như là nó chưa có cái sự hao mòn đặc biệt là một cái chi tiết nhỏ hơn đó chính là những cái cái con ốc thì ở những cái con ốc này thì người Nhật họ đã tính toán và đưa ra những cái chất liệu rất là tốt thì một cái chiếc ghế nó mới có thể tồn tại và đẹp mới như thế này sau 10 năm và về cái việc mà người Nhật họ sử dụng thì như Ngọc Gia Ban đã chia sẻ thì họ sử dụng sẽ rất là ít và thêm một bộ phận nữa đó chính là cái bảng điều khiển thì ở đây bảng điều khiển thì sẽ được người sử dụng uh, cầm rất là nhiều nhưng mà nó vẫn còn nguyên các cái tem hay là về cái mặt điều khiển của nó còn rất là bóng hầu như là các cái vết xước của nó nó sẽ rất là ít và hạn chế không có nhiều và khi mà mở chiếc ghế ra thì cơ bản về cái việc vệ sinh không có nhiều nên là sẽ kiểm tra thêm đó chính là về cái bộ phận dây hơi của nó đi cái đường nó đã chuẩn hay chưa và cũng như là các cái đầu ống hơi nó có bị à, trục chặt ở phần nào không thì bạn cường bộ phận kỹ thuật của ngọc gia ban bạn ấy sẽ cân chỉnh lại để làm sao cái chiếc ghế nó đưa về đúng với cái hệ thông số kỹ thuật của nhà sản xuất và trước khi ngọc gia ban giới thiệu cho các bạn là một cái chiếc ghế nó hoạt động tốt bền và chất lượng đúng theo như cái thương hiệu của những chiếc ghế massage nội địa nhật và với cái sự tinh tế của người nhật khi mà họ chia ra và họ đưa những cái dòng dây hơi rất là đều và bố trí rất là khoa học nên là về cái việc kiểm tra nó cũng sẽ dễ dàng và đơn giản hơn như các bạn có thể thấy ở đây thì bạn cường bạn ấy chỉ việc tháo một số ốp nâng ra và lau để khỏi cái phần bụi thôi và với cái phiên bản SKS6600 ngày hôm nay thì về cái độ mới của nó Ngọc Gia Ban đánh giá là còn trên 90%, khoảng 98%. Và với cái mức giá rất là tốt, khoảng 38 triệu đồng, các bạn có thể sở hữu và lựa chọn được cái phiên bản này. Nếu như mà các bạn có nhu cầu, hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 5555.